Chào đón quý vị và các bạn đến với bản tin trên kênh Thời sự nhanh. Trong vòng 24 giờ qua, quý vị quan tâm nhất đến thông tin nào? Hãy cập nhật với chúng tôi trong phần điểm tin chính ngay sau đây. Cán bộ né tránh sợ sai, không dám làm chính là tiêu cực. Quý vị và các bạn thân mến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho rằng, một bộ phận cán bộ công chức viên chức làm việc cầm chừng, né tránh, sợ sai nên không dám làm, không dám nghĩ chính là tiêu cực. Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam và Đài truyền hình Việt Nam tổ chức cuộc họp Ban chỉ đạo, Ban tổ chức giải báo chí toàn quốc phòng chống tham nhũng tiêu cực lần thứ tư năm 2022 đến năm 2023. Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho rằng, thực tế đã khẳng định giải báo chí toàn quốc phòng chống tham nhũng tiêu cực ngày càng nhận được sự quan tâm, đánh giá cao của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và sự hưởng ứng tham gia tích cực, đông đảo của các cơ quan báo chí, phóng viên, nhà báo và các tầng lớp nhân dân. Trong thời gian qua, báo chí đã thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, phát hiện, đeo bám để đi đến cùng một số vụ việc, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện thắng lợi công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực. Ông Đỗ Văn Chiến nhận định, tiếp nối thành công của 3 lần tổ chức giải, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lưu ý, việc tuyên truyền giải lần này cần tập trung vào những điểm mới, nhấn mạnh tới tính đặc thù, tính riêng biệt của việc tổ chức giải trong giai đoạn hiện nay. Theo đó, tại mỗi địa phương đã thành lập Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực, trong đó một số tỉnh được Ban chỉ đạo Trung ương đánh giá rất tốt, hiệu quả, giảm bớt nhận định trên nóng dưới lạnh. Điều đó một lần nữa khẳng định quyết tâm của Đảng, Nhà nước đối với công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Cùng với đó, giải lần này đề cập đến nội dung tiêu cực, tạo điều kiện để mỗi nhà báo tiếp cận thông tin và dấn thân phản ánh nhằm giảm thiểu hiện tượng một số bộ phận cán bộ, công chức né tránh, ngại va chạm, ngại triển khai và sợ sai. Việc phản ánh này cũng chính là cơ hội để phát hiện được năng lực nội sinh của các cán bộ ở địa phương và phản ánh sự dám nghĩ, dám làm trong triển khai nhiệm vụ. Hiện nay có một số cán bộ, công chức, viên chức làm việc cầm chừng, né tránh, sợ sai nên không dám làm, không dám nghĩ. Theo tôi đây là tiêu cực. Cái gì làm chậm sự phát triển chính là tiêu cực. Đây là thời điểm nhận thức được năng lực cán bộ thật sự. Có phải cán bộ ngại, sợ hay năng lực hạn chế? Ông Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lưu ý, giải pháp tập hợp được những người có kinh nghiệm, có bản lĩnh, có sự dấn thân thì mới tạo nên sự thành công. Nhấn mạnh giải báo chí phòng chống tham nhũng tiêu cực là giải của nhân dân, huy động sự vào cuộc của nhân dân. Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cũng cho rằng, ngoài việc trao giải ABC và khuyến khích thì cần biểu dương khen thưởng, khích lệ những cá nhân có nhiều đóng góp và thành công của giải như tặng bằng khen của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với những nhà báo, cơ quan báo chí có nhiều tác phẩm tham dự giải. Ông cũng đề xuất Ban chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng tiêu cực khen thưởng và trao giải đặc biệt đối với những tác phẩm, những đề tài xuất sắc. Rõ ràng, sợ sai đang là một căn bệnh ở nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị. Nếu để căn bệnh này thành phổ biến thì không những trói buộc tư duy đột phá, sáng tạo mà còn tạo ra những cản trở cho sự phát triển với những yêu cầu ngày càng cao. Rất đáng lo ngại nếu tâm lý co cụm, cầu an lấn át sự tự tin, quyết đoán vốn là những tố chất của người lãnh đạo. Một xã hội phát triển phải biết khơi thông dòng chảy, gạt bỏ những cán bộ yếu kém, trì trệ cũng là một cách khơi thông để có những bước phát triển mới. Công điện số 280 CDTTG ngày 19 tháng 4 năm 2023 về chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của cán bộ, cơ quan địa phương, trong đó yêu cầu rõ ràng là kịp thời rà soát, thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm để trì trệ và không đáp ứng yêu cầu công việc được cấp có thẩm quyền giao là mệnh lệnh cần phải được nhanh chóng thi hành.